Còn thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, hạt kiểm lâm huyện Đắk Rông đã khởi tố vụ án về tội hủy hoại rừng xảy ra ở tiểu khu 699 và 708 ở xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông. Sau khi khởi tố, hạt kiểm lâm huyện Đắk Rông đã chuyển hồ sơ cho công an huyện Đắk Rông để điều tra xác minh đối tượng liên quan theo thẩm quyền. Theo đó, kiểm lâm huyện Đắk Rông đã xác định được hai đối tượng chủ mưu và nhiều đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nêu trên. Hạt kiểm lâm huyện Đắk Rông cho biết vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra trên diện tích lớn. Kết quả giám định mẫu gỡ mẫu gỗ tốn nhiều thời gian nên cần điều tra làm rõ hơn. Do đó cơ quan chức năng chậm khởi tố vụ phá rừng nói trên. Còn theo công an huyện Đắk Rông đã nhận hồ sơ từ phía hạt kiểm lâm của huyện Đắk Rông và hiện cơ quan công an đang củng cố các chứng cứ khi làm rõ đối tượng phạm tội sẽ khởi tố bị can. Trước đó, vào tháng 4 của năm 2022 xuất hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 699 và 708 thuộc xã Đắc Rông, huyện Đắc Rông. Và tại hiện trường thì nhiều cây rừng bị đốn hạ nằm ngổn ngang, lộ ra cả bãi đất trống rộng lớn. Hàng loạt thân cây gỗ có đường kính lớn bị cưa xẻ vận chuyển ra khỏi cửa rừng từ trước. Cơ quan chức năng xác định có hơn 26 ha rừng ở hai tiểu khu 699 và 708 bị xâm hại, trong đó hơn 18 ha bị chặt hạ trắng. Khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, À, xác định chính xác là có 13,93 hectare rừng tự nhiên đã bị phá.